Đây chào các bạn. Chiều nay lúa với mấy chú là nhà anh Tú nha. Có Khải xuống chơi nè các bạn. Chào các bạn. Mình sẽ làm những là nướng tôm với cá nha các bạn. Nướng cá thôi, tôm dành hấp cho nó màu. Hấp tôm hấp ạ. Tôm hấp cho nó màu. Dạ. Hấp bia vô cái chú Sáu với mấy chú đang ở đây nè. Dữ lắm bia các bạn ơi. Tôm này hấp bia hả? Cho nó mau. Hấp hết luôn hả chú? Hấp hết luôn đi. Dữ lắm bia. Làm hôm qua này uống ra chục không. Làm muối tiêu muối tét cho nó ngon là chấm ngon rồi. Nhiều không phải? Ra nhiều đi. Có nhiều nhiều chút đi. Thấy bằng cầu luôn hả? Ừ. Con cá luôn nè. Nướng lấy thoải mái. Nướng ngon nóng lắm. Nhóm lửa bằng còn luôn. Rồi sang nay thì sang luôn. Đầu bữa nhóm bằng bọc không à. Cá dưới sao? Rồi khá chứ lộn. Xong chút xíu qua nha các bạn. Xong rồi như bị dính đòn rồi. À vậy rồi lắm liền. Gom cục luôn không? Đây có đâu quay đi. Gom cục luôn. Nhân lửa. À nhóm lửa nè. Không có gì nhân ở đây mình thấy. Đâu phải như Sài Gòn mà có ngô không nha các bạn. Rồi đủ lên. Lỗ ghê chưa? Mình nướng hang cá lóc qua ba đai sông đem qua rồi dứt hoài sẵn than đang hồi mình nướng cá. Chút nướng cái chơi luôn nha. Cá lóc thì nó không có sợ lửa các bạn. Các bạn nướng cho nó cháy cái vỏ ngoài là thịt ở trong nó chín đó. Nhưng mà đặc biệt là cá lóc và nướng rơm là ngon nhất. Hay kêu Hoàng Vinh về giùm anh coi. Chú Sáu nằm nghỉ chút xíu luôn đó. Nắng lắm, đi được. Nóng tóc mà không được sao rồi. Cái này xong này mùa nắng hơi nóng. Bạn nó hầm á rồi gà ton nữa. Dạ. Lâu lắm rồi mới lại nhà anh Tú làm clip á. Lâu rồi anh Tú. Lâu lắm rồi đó. Lúc trước thì chưa có chòi thì ở nhà anh Tú thường dán huyền thoại đó. Cái bàn huyền thoại của nhóm nè các bạn. Lúc trước là mấy anh em là ngồi ở bàn này nhậu nè. Cái này không phải là cái bàn mà là cái cửa nhà. Lúc mà chưa có chòi thì con nhậu còn hơn lớn đó. Bung vỏ rồi đó. Ăn cá bắt đầu nó ship rồi. Ê ê. Ngủ rồi mấy con. Chừng nóng anh Tú. Trong này có ba con mà tôi ăn không được. Dạ. Cá lóc, cá trê, con lươn, ba con không ăn được. Nên chút tôi ăn tôm. Ủa cá lóc ăn không được. Không. Cá trạch vụn. À cá trạch tôi ăn được. Vì cái gì mà đừng chắc ba con cá lóc, cá trê, lươn ba con là không giờ. Không giờ dám ăn. Ừ. Cá trê bự. Cái hòm nào cũng có nó hết trơn á, mà nước khô rồi không biết sao nở được, không nhận hay à. Nước khô giống như là nó bị mắc cạn á. Nó chui xuống đó nó không ăn. Dạ. Nhớ thằng cá chê. Dạ lắm, nó quậy hổ trong khi dưới mặt đất luôn á. Nó làm ăn nó lâu, nó ăn thịt xương với thịt trong đó luôn. Ở ngoài thay rồi đồng cho mày. Cá sa ri vậy để con cá chơi luôn đi anh. Bọc mình bỏ xa riêng được lâu. Cái đầu thì lâu nè. Nhận bất cứ cá nào cũng vậy, con ăn cái đầu là con không ăn được nữa. Cá lóc, cá chê. Con lóc thì hai bên má nó thịt nhiều. Thịt nó dài nhất á. Còn cá lóc nó có hai miếng thịt ở cái chân cái xương sống nữa. Mà nhưng cá lóc nuôi thì ăn. Cá nuôi bông á. Chơi này cũng ngon á. Hôm qua anh tưởng nó cá chê trắng mà.
nấu sườn trắng nấu bự dưới khăn. Sớ này ngon lắm, sớ mà bự là một cá này ngon cực kỳ. Dạ. Hôm tụi con có con cá chay dừa mà nướng con tụi con thả trong ao trống. Bự không? 3 ký. Ôi trời, giờ chắc cũng 4-5 ký rồi. Nó màu sáu tháng hơn tôi. Cá sợ đầu hàng đi thôi chứ. Gì? Cá nó đầu hàng. Bự quá nè. Nó sống đủ như này. Chú có ghế không nào? Có. Chú là có ghế không? Có. À, ngồi trên bệt ngồi. Mấy cái thùng như này. Đây nè, chú kêu mẹ gấp than này nè, đừng có đốt nữa, đây dư lắm nhiều. Dư rồi, chú thèm. Mai cái là mì gói, rồi ăn tạm biệt, bữa nào gặp lại. Dạ. Bước ra mình gọi anh run liền, anh hỏi sao vậy, mình chấm xuống trên lầu mình chết là chết vọng nữa. Chút xíu nữa là xong rồi đó các bạn, cá lóc là chín rồi. Đây còn mấy số cá chê nữa, bên đây là cá chạch bùng nha. Để làm xem cá chê luôn liên tục đó. Cái chạch này không có giống cái chạch đồng mình. Cái chạch đồng đâu thấy bự như vậy. Dạ có. Có không? Có. Rồi đó còn mùa nước đó chú. Để nước giật xuống á. Bắt cá chạch giữ thằng cái chạch mà đồng của mình á. Bắt mà thao mà giác gì á. Mỗi lần đi giăng lưới dính nó thì ngon thiệt nhưng mà gỡ khó lắm. Mình phải cắn cái đầu của nó. Gịch lưới ra. Mà khó lắm. Dính dách lưới chứ. Tạm cái em đừng kiếm cái ra, mình kiếm cái sạch vừa bỏ vô. Chất cái sạch chiên trời. Dạ. Chiên là ăn thịt lòng. Cá đó là nướng là ngon hơn cá kẹo nhiều luôn. Cứ tốt chứ. Cá sạch này mà nếu mà nãy giờ nướng là ngon. Cái dai đó. Nạc không. Trứng có gì đâu. Trứng mà. Mai mua thịt bò hay là mua nó bắt nồi cháo trắng đi vô đồng quất vài lưới cá lồng tông vừa khô để làm được cái clip ăn cơm mới đưa tỷ như sáu luôn. Gì mai anh sẽ ăn thịt ăn thịt bò mua thịt bò vừa rải lên mì gói chứ trên lên hành bỏ lên nữa có ba cái cá mặn. Đó, tập cho mấy con không mà giờ mốt rồi mấy con ghiền rồi sao rồi, à, tiền đâu có mình nuôi bò đi mình ăn đâu đẻo đó căng cái lỗ căng à. Chút xíu nữa là bắt đầu nha các bạn, thơm rồi đó, bắt đầu chút xíu nữa là bắt đầu sỉnh. Đây rồi bác Sáu uống cái xịu à, mà chú Sáu uống cái xịu à, uống cái chuyện thùng à, uống thùng à, không còn tính queo á. Nào rồi gì? Lay quay bằng mồi tối thù luôn các bạn. Không kỳ sao mình tiến bộ là đi hai lúa nha. Tiến bộ kỳ sao mình ăn là mình đã đàn ông vậy. Mình gọi điện alo. À, để hai ba xin chào xin chào vô phục vụ đã tìm cho nó xong cho khỏe phục rượu. À, đặt khăn nó đau mặt mình xước. Đòn. Này mình ăn tôm luộc hấp bia với cá chê nướng sao có cá lóc nướng. Bữa nay lại nhà anh Tú chơi, anh Tú có đôi lời nói các bạn không? Tôi có đuổi lâu lắm rồi, lại nhà anh đây, con cũng xin phép mời mấy chú hôm nay mấy chú đến với tụi con chơi, mà cũng bữa nay lại muốn biết nhà con chơi thì con cũng rất cảm ơn. Hey, bên này cũng đại diện cảm ơn em mời tất cả mọi người nha. Mời mấy chú 1, 2, 3 vô. Vô nhỏ cho thằng gì nó đang bệnh không? Không có, nó điếm dạy đi tỉnh bơ đi rồi. Không mà là chắc là hai lúa lần đầu tiên tiếp cái kênh mà người lớn tuổi nhất nguyên một đoàn lớn tuổi không có đứa nào lấy chồng nè. Có đàn bác Tài cũng lớn thì bác rồi quay nè, bác Khải rồi nó nè, có ở kẹp bác không hiểu không? Dạ
Tụi con tiếp có một người lớn tuổi nhất là 61 tuổi á. Mà có người còn đang là nguyên một khẩu chứ. Hầu lưu, hầu lão. Nhất nguyên miếng lão luôn. Gần 70 không à. Mấy chú bằng gần 70 mà nhìn còn trẻ trung các bạn. Tại vì mấy chú thường đi du lịch cho nên nó không có già tuổi. Còn mò hết được nha. Rồi. Cái tre nãy mình cưới vô luôn hả? Cưới luôn hả? Vậy đó. Con này con lắp ấy. Thử miếng coi chứ sao? Trẻ cái đường giữa ra. Thịt gắt rồi. Cái chặt thì cái dài. Chút không có chành không mấy cô? Chành hả? Có chành rồi. Dạ. Hẳn đi, nặng vô mua. Hẳn cũng được chứ có gì. Tôm. Lấy chồng nữa, chiếc nữa nữa kìa. Sò. Tôi lấy cần giấy luôn anh Tú ơi. Ăn cái này sắp, không ăn được cái món này anh. Không. Quan này à, cái gạch thấm liên là không ăn lóc lường tề không cả ba con ông được cả bị thiệt thòi quá à chứ sao hay sao à. Tại hồi đó thấy con ma quá trời ủ cái mặt cái đầu cũng coi từ đó yeah. Hồi nhỏ cái thấy rồi từ đó không ăn được. Giống như là mình dị ứng luôn rồi đó tại ra Mỹ chứ không phải lại qua đó sẽ bị bệnh mồi lên là phải chơi qua đây thấy cái đó thấy cái này giữa nhiều người không Mỹ dạ dạ ấn tượng. Từ ngày đó không dám ăn cái tre nữa hả? Tao bỏ luôn là chú. Bỏ luôn không dám đụng tới. Để tao không có ăn thì tại cái này. Đấy thì đó hay đó. Đũa đâu? Đũa là chiếc mà. Mình để cái chén này để chén để dây. Chén để xương gì đó, để như nấy gì đó. Sao muối ớt kìa, để nó lấy cho chú. Để phải đi, mình thanh đi, mình vô tới. Thôi hai đứa cầm lên đi. Dạ, dạ con đụng cái đây rồi đó. Vô. Đúng rồi. Dạ, con mời chú ăn nhiều nha. Dạ dạ. Ờ, chúc mừng hai lúa Tống Tú à. Dạ. Hẹn chúc sức khỏe, chúc mừng mấy chú ạ. Chừng hai lúa chuẩn bị gần làm đó xong là anh em tôi xuống. Dạ dạ. Cách làm mới chừng 3 tháng mình để xong. Dạ. 3 tháng đây này mình đi nữa nghe. Bốn đâu. Là mùa đó là mùa lúa đó. Đúng tháng là đúng mùa nước nổi đó. Rồi đúng tháng nổi đó. Dạ nghe mùa nước nổi á. Đi không bắt tài. 3 tháng nữa là lúa. 3 tháng đây em. Ừ, không có bắt tài. Tháng nữa là chuột. Nước ngoài nếu mày hôm nay tao nói gãi lên rước tao xuống. Nó ngại có xa hơn mình. 3 tháng nữa là. Lên lộc cho mày lúa. Nước nổi á. Cảm ơn anh. Mình đã tới rồi, xuống là có linh non á. Dạ đúng rồi, ngay cái linh non luôn đó. Cái linh nấu nhỏ bấm sao đủ. Bấm súng nè, rồi điện điển nè. Trời lên mình đi chơi khoái được rồi là liên tục á. Mình cảm thấy mà mình thích rồi. Chơi à, sắp xếp công việc thì chơi à. Ui. Cái. Mà thắng như này, dữ lắm đã, dữ lắm đã. Mà rút kinh nghiệm mấy kỳ sao mình chơi để cho bài xong còn sống chứ mà mê còn chơi nữa chứ. Rút luôn không giờ ra. Rút kinh nghiệm. Ba la xong bị gãy rồi các bạn ơi. Ba xong nha, hồi trưa đó là uống vô hình như ly bia thấy cũng lắc đầu rồi. Không nổi cái bụng chịu hở rồi lại tự gì vô. Tại cái bình của ba la xong cầm hơi lắm. Trời đúng rồi. Nó nhậu nó không có ăn mồi. Tiền xỉu không mồi à. Cũng đâu có ăn đâu. Rồi lông thai nữa nghe. Tính là sức khỏe rồi, chú giữ thiệt. Thôi lóc ngon nè. Lần thứ hai mình mới chứ nửa lâu à. Có muối không chị? Thấy ý luôn á. Thì có muối để đâu, đừng lấy nha. Khi mà con muối thì chén muối à. Con lóc động là nó rất là ngon. Muối ăn xài á. Dạ cái lóc là. Ngọc là thật. Đây ngồi đi, lấy cho anh. Chặt vô. Vô đâm chén muối khác đây em. Bột chua quá. Chua quá không ngon. Mềm mà cái đồ bà bảy không bằng. Không bằng. Không bằng. Không bằng. Không bằng. Khả chăm sóc chú nha. 8 không? Dạ. Nó mồi thôi giống bia không nói. Chưa tin cái gì đó. Nó mồi thôi giống bia là không nói. Theo đúng rồi. Tại vì bữa nay là do chị. Bữa nay là. Xem clip lâu lắm. Bữa nay là do cho mày đó nghe Khải. Có thật nha. Tụi con tuyên bố là chạy vô sáo luôn á. Làm ở tâm chính chạy bia. Con ở bển á. Con ở bển được clip mà có 2 clip vậy. Lúa là cố gắng là tối là lúa dữ lắm luôn là 11 lon đó các bạn. Là lúa nằm lúa không biết gì luôn á. Vô Khải. Vô. Vô lúa. Vô. Vô sáo ơi. Mày sao? Con mày chú à. Đúng là con mày chú. Đúng là danh giả bên đây. Không mà chú mày một sáng chứ danh giả. Đây là hai lúa bên đây. Cô ba có mình, không? Mình, mình, mình có. Rồi em làm khoanh kia. Trời ơi trứng nè. Trứng ngọt luôn. Trứng ngọt. Thấy con đã muốn no rồi. Chắc cũng ngon quan cái cây không mà. Nó đâu sáng đói.
Dạ. Hồi sáng điện cho, dạ, cho em hết hồn rồi. Chú đói bụng, ăn mì hơi chụm mì, chú không chịu ăn mì không mới ghê. Ăn uống nước vô nở lại hơn. Không có bụng vô, tốt vậy. Vô chơi trực tiếp luôn. Kia mà nửa đêm mà chú ăn mì sống mà vậy là bụng còn tốt dữ lắm á. Sáng ngày hơi lúa, cái đầu đầu được hơi lúa. Tôi đi chơi lúc nào tôi cũng ăn cũng đâu đặc biệt là giờ. Đêm ăn mì không được. Con cái bụng ngon yếu xèo à. Chống nước lên. Bụng yếu xèo mà đặc biệt ăn đầu dữ không mới ghê chứ. Vậy hả? Đây này khúc ớt nè hả? Đây nè bự nè. Tới mùa ớt á ăn không hết mà tới hồi kiếm trái không ra. Rồi. Nãy nãy nặng nó nặng quá chua đây chứ gì không chỗ lại. Nãy mà trước kia. Thấy phơi một mớ. Sau này lúa phải lo sao mà được vàng ớt ớt kia kia má. Dạ. Trồng hạt giống như cây cảnh mà. Dạ. Đó làm sắp tới tụi con sẽ mở ở trong kia thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Cái đó là trồng ở chỉ thiên á. Đúng mấy cái thì thấy trái nhiều hơn là lá. Trồng rau cái chậu á luôn. Nó ăn nó lắm mấy chú. Tới nhà có cây nó cay dữ lắm hả? Sáng thì chỉ thiên á ở trên rừng nó nhiều lắm. Có cây rừng mỗi cây hái thúng trái á. Vì nó bự, tỏa nó bự. Tim nó ị cái là nó mọc. Mấy chú lớn tuổi ngồi xuống khó khăn đó các bạn. Ăn lá luôn. Ngồi về cho khỏe. Lá là các bạn không cảm nhận được luôn. Nó cay lắm. Con nhìn thấy bộ cái ớt trời, thấy cái chỉ trời cho anh chị anh trời. Trời cay luôn đó. Nó gỡ cái ớt chị Thiên mà. Tự nó mọc á. Chị nó ị xuống là nó. Cái đó là mình gọi là ớt sạch. Ở không trực chút con mang về cái đó là sạch. Rồi ở đó vậy đó. Mà nó ăn nó ngon mà thơm nữa. Thơm đó. Một cái miếng, cái miếng này dạ. Nó ăn cơm ngon lắm. Nó thơm phức. Giờ giải khắc rồi. Thôi đủ rồi, đừng làm nữa. Ăn gì hết làm thôi, làm gì hết rồi. Tối ăn cháo ngủ. Thôi muốn ăn thì ngủ. Cái bụng như bia rồi, tôi ngủ ngon. Uống bia rồi ăn không được nhiều nữa. Rồi bằng con gà tối nấu cháo là đau bụng mình húp cho nó ấm. Chút lon là thấy no nè. Uống xong chút đi về bên đó rồi mà. Dạ. Nằm rồi. Lúc này thì mình mà mình không có đi soát được người em nó nấu cháo cái đợt hay là luôn. Mưa xuống một cái mấy cái bữa đầu một cái ớt dữ lắm á. Là tối là cháo ớt. Không có đợt mà cái lúc mà là hai lúa với lại bên là thông đi tô ớt á. Cắm câu á. Dạ. Khuya 9 giờ đi thăm á. 9 giờ đi thăm. Nhưng mà cũng làm được sáng cũng làm được món. Không có lấy nào. Tất cả nguyên ngày được có ăn con không? Một buổi tối à. Hình như là cũng được 6 con sáng không biết con nào chứ. Chiều đi cắm mà tối đi thăm 9 giờ thăm. Nước lên nước lên rồi mấy chú về. Mấy chú nói 3 4 tháng đi về là nước lên cho đó ít dữ lắm á. Đó cắm câu là bên tao cũng xính là thôi khỏi nói luôn. Chụp lúc đó lên gò á, đi ra lên cái gò mà bắt thuộc nhớ không? Dạ dạ. Nướng tại chỗ ăn luôn á. Dạ. Ngoài là con xính lại đâu là tự xính lại. Cái gò vui lắm bạn không? Dạ. Cái đó thì nói cho xin nó có anh Tâm mấy chú chứ mấy chú. Nó bắn qua con rắn mối ở trên cây. Nó nướng tại chỗ là có anh Tâm luôn á. Như lửa mình thấy chưa? Tâm luôn á. Dẹp chưa? Còn. Để bên ly của... Ở ngoài thì ly bên kia đầy à. Nhắc liền cái này. Cái lao động chính gốc đó. Ba La Sông bắt được. Rồi, cầm đây lên. Cá lóc hả? Dạ, Ba La Sông bắt đem qua đó. Công nghiệp Ba La Sông ghê nha. Bắt bờ ra cá lóc mà tính hấp tàu. Để cho bà hấp lên hấp bí. Nhưng mà không hấp thì nướng ngon thì ngọt. Mà em ăn quái nướng rồi anh sao? Cá lóc em quái nướng rồi hấp tàu. Đúng là cả đồng cái thịt ngọt ngay. Dài. Dài, nó có bở. Bữa hổm tụi con làm trái bí á. Để cho bí hấp cho bí nó ngon. Chú qua hát thì hồi cuối luôn. Ăn thấy mình thèm luôn á. Mấy cái muỗng nó múc bí nó ngọt. Nửa cái bí rồi bạn gọi lắm vừa. Dạ dạ dạ. Nửa cái bí cắt cái bí tre. Có bí lạnh không? Cắt bí tre. Không cần mà móc bớt cái ruột ra. Vừa bỏ cái lóc vô, lấy cái nắp mình cắt ra, đậy lên. Nướng ở dưới. Nướng để bếp để bếp ra nấu khi nào nó chín thôi. À, chín thì cái bí cũng chín luôn. Chín luôn, múc luôn. Múc rồi lấy muỗng múc ăn đi cái bí. Cái bí ngon. Ngon hả? Ngọt sạch bí. Tưởng tượng mà mày không tới vừa sớm vui. Tao bởi là hôm qua quay bữa đó quay cái đem gồng tay mới đúng. Tao qua. Trời ơi, vui. Qua gồng tay. Chú sáu gồng tay với anh Tú. Uống là 8 chín lon rồi.
đúng chưa? Đúng có 2 lon mà. Đúng 2 lon vậy. 2 lon 5 6 lon vậy đó. Mà ông có tốn chậm đồng. Mà nó bị đồ rừng ngọt hay sao? Rừng ngon lắm ở nơi về đó, heo rừng rồi nè. Tú thua là lý do là cầm giam không mà. Chơi gì cô trả ta giữ chỗ bà bà chú Tú kéo vô mạng luôn. Tú á, Tú mà xong á. Dạ. Hôm qua đi đầu. Nó gọi là như là chim nào. Đầu chuột á. Dạ. Đầu chuột mày. Đầu cái đó. Trong vùng đó cũng dân đó. Đầu không ở đi. Mày đó, mình đi không mà không đậu vậy đâu. Mày đi không. Mà mình không đậu đâu. Nó còn biết có được cái luồng đi nữa mà. Sao? Cái chú đi cái tháng này thì mình bắt chuột nó hơi khó. Chú đau mà bắt đầu từ tháng 6 lên. Nó đi biết không? Đào xong cũng biết bắt nữa. Mình chắc mình không biết chuột. Mình nhanh gì nhanh tay quá. Đây làm gì anh? Nước khỏe. Nó chơi thì nhà đi về. Tụi con bắt tiếc là tụi con đào là biết con chuột nó hay đi hướng nào luôn á. Quen quá. Thế thôi. Đi chơi lắm này. Cái kia không làm phụ dạy cho mình nữa hay không. Ngày nay em nhậu. Nhậu ra về băm. Nó trăm hai mà tay quen. Tháng này có khác về còn chuột ngon nhiều lúa. Nhưng mà không ngon. Tháng giờ là khách chuột ăn chuột ngon. Nhưng mà tháng này chuột không ngon. Mình mang theo tất cả thắng lúa. Thắng nước chuột nó chạy nhưng mà nó đâu có nè bắt được. Khoảng mùa hè thu á. Tháng này nó không có cỏ non. Tháng này nó vô đẻ nữa ông nhắc này. Có liền anh em bỏ có liền. Tháng 6 mà mưa nhiều rồi. Sao mưa đúng không á. Liên không thích anh em bỏ chứ bữa nay thích là tụi em. Anh Tấn biết rồi mấy cái chuột đâu nào vô đóng Khoai Lang á. Tháng nào tới á. Nói Khoai Lang thì nó mập dữ lắm luôn rồi. Tháng nào xuống á. Nướng mọi giống như là mấy kỳ trước nướng không có đựng ướp gì hết á. Nướng mọi chấm thưa với lại chào. Dạ. Nướng nguyên con nướng bội tấm liền. Nướng lên đó là mấy con qua có anh Tâm thì chiếc nó đi tăng chín nước chứ có anh Hải người ta. Em chưa bán lần nào chứ. Nhưng mớ hồi nướng mía này cho nướng kẹp cái mía nướng. Nướng mía ngọt hay ngọt. Tâm bữa đó mà anh nói để tôi ăn hết nên hai cái đường tôi có dùng được. Ăn mới quá trời ơi ngán quá. Quá chảy quá chảy. Đồ này bị sẩm. Nhưng mà nướng mía là mình nhậu mau tỉnh lắm. Cái nước mía nó ra nó ngọt ngọt á. Dạ. Mau tỉnh lắm. Thôi làm cái 50 đi nha. Cho nên bây giờ chơi vô. Chúc mừng. 1, 2, 3, vô. Chủ nhà có làm đi miết ai với muốn. Đi qua đi lại được không? Nó phục vụ tận. Vô. Vô. Cái chặt này có trứng rồi, sao vậy? Có trứng rồi. Trứng cũng bất ngờ. Cái chặt như là kho tiêu á. Nhất rồi. Mình đi chiếc này về chắc lên 3 kg á. Anh em của Hoài Linh đó. Anh giao xương không à. Đây nhớ ngày đây là anh của Hoài Linh. Không lấy cái tàu không có chai vô cho đựng vỏ mỏng. Lâu lâu vậy đó. Đi 6 anh em mà có mình em là Hoài Linh ra. Hoài Linh cũng là quê Đà Lộc á. À dạ. Hoài Linh là quê Đà Lộc. Quê là của Nam á. Nam. Quê của Thủ tướng Chính phủ á. Mì nói chi rứa mì. Quê của chú Phúc á. Nói gì nghe bức mày giống khác là sừng lai. Việt Nam mình là mỗi miền có một cái đặc sản riêng á. Mỗi vùng mỗi miền. Lấy bì tròn lúa coi cái. Đa dạng. Dạ. Rồi, khu lông mới nha. Dạ con khu lông mới luôn rồi đó. Bữa nay lúa đó câu à, bữa nay con tính một bữa rồi cho nó ngon lành dạ. Hai đứa ơi, ngồi đại diện ngồi chân thay thế từng ba đứa xong mày mất lông chưa bây giờ chưa mới hết chứ kỳ vậy. Thôi này tiếp chú Sáu rồi thầy. Sáu là con tới 5 lần lắm. À 5 lần. 5 lần.
Tôi không biết là giờ này tình hình sức khỏe của bà ta không thôi rồi. Gọi điện qua kêu qua nói nhức đầu quá. Có thể là chút xíu nữa cử một người ai đó qua ra thăm bà ta không để nói tình hình. Mấy chú làm chút xíu có lẽ bà không qua. Đúng rồi. Tối chút xíu qua nghỉ thời gian chút xíu lên cho. Nhẹ nhẹ bớt đầu cũng qua, không biết không biết là đây 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 cầm tốt lắm. Mày bỏ cái bình đi lên lên không phải đâu mà là xong nó nhanh. Thì nhà bà xã có khoái cái này lắm. Lúc đầu á là người ta nói tụi con là thả thôi, thả chuột bắt không á. Mà chuột sao bắt thả được. Là thả chuột bắt để đóng phim á. Nhưng mà chú nó đi với bà xong rồi chú thấy bà xong rồi. Leo lên cái cây có gỗ chuột đây leo lên. Leo lên vừa tới nữa chụp vô. Chụp vô. Mẹ già thôi. Là có chuột nằm đại. Uống thuốc kìa. Không, mà, và phòng. Tôi mới nói, bà xã tôi mới nói, trời ơi, coi chừng người ta đang đóng phim á, chứ làm gì mà cái chụp mà nó lên chụp nó đây. Vừa leo cây nè, vừa ôm cái cây. Nhiều khi nhiều cái người ta vừa lấy cái chụp nó có chụp. Đây, tại vừa đào vừa chụp. Hôm qua tôi hỏi tao xong nói là biết con chụp nó ở chỗ nào á. Cho chúng ta đi bắn. Dạ. Mình đào quen có lẽ mình biết chút. À. Biết, giết mình biết. Không, không có chụp ở trên cây. Ủa, cái tổ chụp ở trên cây á. Cái tổ trục tròn lên cây mà anh leo lên á, leo lên như bên cái hàng gáo bên Tâm Đông đó. Bữa đó đúng là cái clip đó hay lắm luôn á. Mà em ham quá trời, em giao cho ông Hiếu ông quay. Ông vô ông chụp hình không à? Đưa Hiếu hết chuyện đưa Hiếu. Thả chụp hình mà đưa thả chụp hình đi chụp hình không? Cái clip hay xong nó chạy khoảng 150 mét là trên đầu gáo rồi. Vô Khải. Vô đầu gáo không á? Vô chú. Chú còn không? Đưa nước đá không chú? Còn này nè còn. Đây còn thùng đá nữa rồi. À, bữa nay mấy chú lại nhà của mình chơi là mình rất là mừng nha. Tại vì mấy chú thì cũng nằm hàng 6 hết rồi. À, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 7 hết trơn rồi. Mà đi lại chơi với nhóm hai lúa là hai lúa rất mừng. Nhóm hai lúa rất mừng nha các bạn. Đây, chị rồi, con mời mấy chú ơi. Số 2. Đúng. Dạ. Rồi, xin mời. Vô rồi con mời đây là có chú Sáu là sư phụ uống bia luôn vậy đó sư phụ nhất á bữa cái mày mỹ à nào giờ bữa đằng kia cũng đưa cái lên ồ sao mày đăng tao kỳ với mày mày đăng lên tới 20 lon mấy chục năm hết rồi bạn có ai là xây sáu mà uống 20 lon mi á ở chỗ con mi tới giờ đó thở hàng gì con mi á mà tới bây giờ á rồi sau này rồi lớn lên rồi uống bia rồi phải nói duy trì cái sức khỏe cực kỳ á. Cũng nói cũng khỏe. Trời trời. Mà là trời số bị hết. Trời hồi mới thử còn bằng một đùi. Còn còn cái thở bắn bi mà tới bây giờ là 67 năm rồi mà vẫn còn duy trì được uống bia như vậy là quá giỏi. Bạn bè không á, bạn bè của chú Sáu không đó là anh em mà thở nhỏ không á. Sáu mấy 70 cũng còn căng vậy đó các bạn. Ước gì giống lúa được vậy nha các bạn. Ước gì anh em tất cả mọi người trên thế gian này là ai cũng là được vậy. Rồi cũng trễ rồi, nhóm cho phép ra chào các bạn nha, cũng tối rồi. Rồi, chào các bạn. Chào chú Sáu nha. Chào nha. Chào nha.